nhân gọi người biết an trú chánh niệm đêm ngày như vậy là người biết cách tốt nhất để sống một mình. Thánh nhân là những con người minh triết như Đức Phật hay chư vị thánh tăng, A-la-hán hay bất cứ con người minh triết nào. Đêm ngày sống với chánh niệm, nghĩa là chánh niệm đã trở thành ngôi nhà của chúng ta. Người biết cách tốt nhất để sống một mình. Con đường cao thượng, nghĩa là bên cạnh đó còn có những con đường khác nữa. Có rất nhiều cách sống một mình. Vào rừng, dựng nên một túp lều nho nhỏ và sống một mình, không một bóng người lai vãng. Đó không phải là cách sống độc cư cao thượng, mặc dù nó cũng có ích lợi đối với một số người trong một thời gian nào đó. Nhưng bạn không thể sống như vậy suốt đời. Bạn phải tiếp xúc với người khác. Ngay cả một nhà sư cũng phải tiếp xúc với những vị sư khác, với thầy mình, với dân làng và những người hộ độ cho mình. Như vậy, người biết cách tốt nhất để sống một mình nghĩa là gì? Hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy cô đơn, nhưng họ không sống một mình. Họ chỉ cảm thấy rất cô đơn, mặc dù họ không sống một mình. Bạn vẫn có thể sống một mình được mà không hề cảm thấy cô đơn. Đó chính là một điều mà một hành giả cần phải học. Một điều rất ích lợi. Sống một mình nhưng không hề cảm thấy cô đơn. Đó là điều chúng ta làm. Chúng ta sống ở rừng trong một căn lều nhỏ, hầu như đơn độc, nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn. Ngay cả ở đây, hầu hết thời gian tôi ở một mình trong phòng. Rất ít khi tôi ra khỏi phòng. Tôi sống một mình nhưng không hề cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy có liên hệ với bên ngoài. Vậy làm thế nào để làm được điều đó? Đó là điều chúng ta cần phải học. Một người hành thiền phải học để làm được điều đó. Nghĩa là khi bạn không nghĩ ngợi quá nhiều về quá khứ hoặc tương lai, khi bạn không còn tham sân, khi tâm bạn trầm tĩnh và chánh niệm, đó chính là cách tốt nhất để sống một mình. Có thể có rất nhiều người ở xung quanh chúng ta. Trong khóa thiền tích cực, chúng ta sẽ ngồi thiền cùng nhau. Tôi cũng sẽ ngồi cùng với các bạn. Nhưng mỗi chúng ta đều riêng biệt một mình. Bởi vì khi ngồi thiền, chúng ta rất chánh niệm và không phản ứng. Khi không phản ứng lại bằng tham, sân, ngã mạn, ganh tị, đố kỵ, là chúng ta được ở một mình. Lúc bạn phản ứng là bạn đã không còn sống một mình nữa. Khi sân hận, tức giận là bạn đã không còn sống một mình. Khi chánh niệm và không tham đắm, bạn sẽ không suy nghĩ quá nhiều về quá khứ hay tương lai nữa. Đôi lúc bạn cũng nghĩ ngợi về quá khứ hoặc tương lai. Nếu suy nghĩ đó là lợi ích thì cũng không sao. Khi đó là chúng ta đã được độc lập về mặt tâm lý. Độc lập về tâm lý là điều rất quan trọng. Tôi phải phụ thuộc vào các bạn về nhiều phương diện, nhưng về mặt tâm lý tôi hoàn toàn độc lập với các bạn. Tôi không mong đợi là các bạn sẽ đến và làm cho tôi được hạnh phúc. Tôi hạnh phúc theo cách riêng của tôi. Nhưng tôi mong muốn các bạn giúp đỡ khi tôi cần một cái gì đó hoặc khi tôi muốn đi đâu đó. Tôi mong đợi điều đó. Tôi phải lệ thuộc vào các bạn và những điều đó. Các bạn hãy giúp tôi những việc như vậy và tôi cũng đánh giá cao hành động đó. Nhưng tôi sẽ không phụ thuộc vào các bạn về mặt tâm lý. Tôi hoàn toàn độc lập và chính điều đó nghĩa là sống đơn độc. Khi bạn lệ thuộc vào người khác thì dù người đó không ở bên cạnh, bạn vẫn không được sống một mình. Như vậy, khi hành thiền và rèn luyện những đức tính này, bạn sẽ sống đơn độc nhưng không cô đơn. Hãy cố gắng hiểu được sự khác nhau đó. Đó là sự khác biệt lớn. Đức Phật khuyến khích chư tỳ kheo đệ tử Ngài đi xa và sống độc cư, nhưng Ngài không khuyến khích đệ tử sống hoàn toàn tách biệt xa lạ. Đó không phải là điều mà Đức Phật khuyến khích. Bạn hành thiền và làm cho tâm mình trở nên thật tĩnh lặng, an lạc, không tham, không sân, không ngã mạn, ganh ghét, đố kỵ. Đó là sống độc cư, nhưng vẫn liên hệ với mọi người. Hàng ngày, bạn vẫn vào làng khất thực. Khi mọi người đến với bạn,
làm mọi việc cho bạn hoặc xin bạn một lời khuyên, bạn hãy cho họ lời khuyên. Nhưng bạn không bị lệ thuộc, như vậy là bạn sống độc cư. Khi bạn độc lập là lúc bạn sống độc cư. Sống độc cư là rất tốt, nhưng sống cô đơn thì không tốt. Dưới đây là hai câu kệ tôi đã đọc từ lâu trước đây. Nó nằm trong một bài kệ rất dài, có lẽ phải đến 3 trang giấy. Tôi chỉ có thể nhớ được 2 câu đầu. 2 câu rất hay, và tôi đã và đang sống với 2 câu đó. Đó là điều tôi đang thực hiện. Tôi sống theo bài thơ đó, và cuộc đời tôi cũng là một bài thơ. Câu kệ đó là: đường xa không khó với người không ham muốn. Tính tâm minh của Tăng Sáng. Tổ thứ 3 Thiền Tông Trung Hoa. Tôi đang cố gắng sống như vậy. Ham muốn, ưa thích không hẳn đã là xấu, nhưng nhu cầu, đòi hỏi mới thực sự là xấu. Chúng ta nói: tôi cần cái này, tôi cần cái kia, hay tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Mong muốn không hẳn đã là xấu, nhu cầu và đòi hỏi còn xấu hơn. Bởi vì khi bạn nói tôi cần, có nghĩa là bạn không thể sống thiếu nó được. Trong hầu hết mọi trường hợp, cái chúng ta cần không phải là nhiều, cái chúng ta cần thực sự rất ít. Ít đến mức đáng buồn cười khi đề cập đến nó. Thậm chí chúng ta cũng không muốn nói về nó nữa. Chúng ta không cần nhiều, chỉ một phần cơm nhỏ, một ít rau xanh, một ít đậu, thế là đủ. Chỉ để làm đầy cái dạ dày, thế là đủ làm cho dạ dày của bạn thỏa mãn rồi. Chỉ có cái lửa của bạn là không thỏa mãn thôi. Cái chúng ta cần thật ít ỏi. Còn y phục, các bạn thấy đấy, tôi chỉ mặc mỗi một bộ y này. Nếu cần giặt giũ, tôi giặt 1 chiếc vào buổi sáng và phơi khô để đến tối mặc lại. Hàng ngày tôi đều chỉ mặc 1 bộ y đó thôi, không cần phải thay đổi làm gì. Chỉ cần giặt giũ rồi lại mặc lại, chẳng sao cả. Cái thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng có thể con mắt tôi có lúc không được vui lắm về điều đó. Đó chỉ là con mắt thôi. Còn đối với cái thân, miễn là đủ ấm là được rồi. Chỉ mỗi con mắt là thủ phạm gây ra bao nhiêu đau khổ mà thôi. Giờ đây tôi đã trở nên khôn ngoan hơn một chút. Tôi không nghe theo con mắt và cái lưỡi của mình, mà chỉ nghe theo con mắt khi bước đi để khỏi bị rơi xuống hố mà thôi. Khi bạn nói tôi cần phải có nó, hãy nhìn thật sâu và tự hỏi mình xem, có thực sự là mình cần nó không? Chẳng lẽ mình không thể từ bỏ được ư? Bạn có thực sự chắc chắn là cần đến nó không? Nếu bạn tự hỏi mình câu hỏi đó, thì câu trả lời 99% sẽ là: không, tôi không cần nó, tôi chỉ muốn có nó thôi. Hãy thật thành thực về điều đó: tôi muốn nó. Đó là câu trả lời rất chân thật. Và nếu bạn nói tôi thích nó thì còn tốt hơn. Nói như vậy nghĩa là nó cũng không thực sự cần thiết đến mức bức bách lắm. Bạn có thể thay đổi ý thích của mình được. Ồ, cũng được, tôi có thể thay đổi ý thích. Tôi thích nó, nhưng nếu không có được nó thì tôi cũng bằng lòng với những gì mình có. Và thậm chí bạn có thể nói rằng nếu không thích cái gì cả thì thật là an lạc và tự do. Tại sao bạn cứ phải tự làm cho mình đau khổ và rối buộc như vậy nhỉ? Bạn để cho những điều đó xảy ra. Khi đến đây hành thiền, có thể bạn sẽ không có được những thứ bạn vẫn thường dùng: thức ăn, đồ uống và bao nhiêu thứ khác nữa. Bạn sẽ không có. Vậy hãy chuẩn bị tâm mình. Tôi sẽ thực hiện theo 2 câu kệ này. Đường xa không khó với người không ham muốn. Bạn sẽ không đến nỗi chết trong khi nhập thất tu tập đâu. Đức Phật nói ngay cả nếu phải chết cũng cứ tiếp tục tinh tấn, tinh cần. Ngay cả khi thân mình chỉ còn lại da bọc xương, vẫn cứ chăm chỉ tinh tấn. Nhưng tôi chỉ sợ là các bạn sẽ tăng cân bởi vì không thể tập thể dục đủ mà thôi. Vậy cho nên lo lắng về điều đó.
bạn sẽ có đủ đồ ăn, làm đầy cái dạ dày của bạn thôi. Chứ đừng nghe lời của cái lưỡi, chỉ lắng nghe cái dạ dày thôi. Nó sẽ rất vui vẻ dù bạn cho bất cứ đồ ăn nào vào đó. Dù là một bữa rau tươi cũng xong, nó sẽ rất hạnh phúc. Đó là một số điều gợi ý để giúp đặt tâm bạn vào trong một khuôn khổ thích hợp. Điều này rất quan trọng. Xác định tâm mình là rất quan trọng. Chuẩn bị tâm lý là rất quan trọng. Nếu bạn có tâm lý vững vàng và đặt tâm trong một khuôn khổ thích hợp, mọi việc sẽ rất dễ dàng. Trong thời gian của khóa thiền tích cực, chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau, trừ khi cần thiết. Khi thật sự cần thì bạn có thể nói. Các bạn có thể nói chuyện với tôi hoặc hỏi các câu hỏi. Nếu bạn không muốn hỏi bằng cách nói thì có thể viết ra một mẫu giấy. Viết câu hỏi trên một mẫu giấy và để cạnh chỗ ngồi của tôi. Tôi sẽ đọc và trả lời. Nếu không muốn, bạn cũng không cần phải để tên mình. Hoặc nếu bạn muốn nói chuyện trực tiếp với tôi thì cũng được. Tùy từng trường hợp cụ thể, tôi sẽ thu xếp thời gian. Hiện giờ thì tôi vẫn chưa biết là sẽ thu xếp ở chỗ nào. Nếu làm ngay ở trong thiền đường thì tốt, bởi vì theo chương trình, chúng ta có 1.5 tiếng đi kinh hành vào buổi sáng và buổi tối. Đó là thời kinh hành khá dập. Ở giữa hai thời kinh hành đó là 1 tiếng ngồi thiền xen kẽ với 1 tiếng đi kinh hành. Khi những người khác đang đi kinh hành và bạn có câu hỏi muốn hỏi, tôi nghĩ tốt nhất là tiến hành hỏi và trả lời vào lúc đó. Nếu không, chúng ta có thể thu xếp một thời gian khác dành riêng cho hỏi đáp. Chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau trong thời gian hành thiền. Vì vậy, tôi nghĩ các bạn nên làm quen với nhau trước từ bây giờ. Nếu bạn chưa biết tên người nào ở đây, tôi cũng muốn biết tên của các bạn để còn biết bạn là ai. Tôi biết mặt tất cả các bạn bởi vì đã nhìn thấy nhiều lần trước đây, nhưng vẫn chưa nhớ hết tên một số người. Vậy mỗi người trong các bạn ở đây hãy cảm thấy chúng ta là những người bạn, như là anh em huynh đệ. Cảm giác này cũng rất quan trọng. Chỉ thực hành chánh niệm, thực hành thiền Vipassana thôi thì không đủ. Chúng ta cần phải thực hành nhiều hơn thế, tập luyện tâm từ, thiền tâm từ và cùng với nó là tâm bi nữa. Hai tâm đó rất gần với nhau. Chúng ta cũng tiến hành niệm ân Đức Phật. Nó sẽ làm cho tâm tĩnh lặng, an lạc và thanh tịnh. Khi chúng ta nghĩ đến một người nào đó thật thanh tịnh, thuần khiết, tâm chúng ta cũng có xu hướng giống như người đó. Chúng ta có thể buông xả dễ dàng hơn. Khi bạn nghĩ về Đức Phật, về sự giải thoát, sự thanh tịnh, trí tuệ và tâm bi mẫn của Ngài, ngay lập tức bạn cũng muốn được như thế. Chỉ cần có tâm mong muốn được như Ngài thôi cũng khiến cho bạn muốn buông bỏ tất cả những điều đang gây chướng ngại cho mình. Như vậy, trong quá trình thực hành, chúng ta cũng tập luyện cả điều đó nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng vài phút thôi, khi chúng ta thực hành thiền tâm từ, nó không phải chỉ là trên ngôn từ lời nói. Chúng ta nghĩ về nhau, nghĩ về từng người một và rải tâm từ. Bất cứ một tư tưởng từ ái nào rải đến cho nhau, để cho chúng ta cảm thấy thân ái, hữu nghị, an tâm và thoải mái. Vậy hãy làm quen với nhau trước đi. Tôi nghĩ hầu hết các bạn ở đây đã biết nhau cả rồi. Chúng ta đều là những bạn bè của nhau, hay thậm chí bạn có thể cảm thấy chúng ta là anh em trong cùng một gia đình. Cảm giác này cũng làm cho bạn thấy an tâm và thoải mái hơn. Điều này rất quan trọng. Tâm thiền này sẽ trợ giúp cho tâm thiền kia. Chánh niệm giúp bạn trở nên chánh niệm hơn, an lạc và nhạy cảm hơn. Nó giúp bạn trở nên từ ái, nhân hậu và tinh tế hơn. Chúng ta cần phải thật tinh tế. Ở đây có một số đông người cùng ở một chỗ trong một thời gian, 9 ngày. Nếu các bạn không chuẩn bị tâm mình cho tốt, thì có thể sẽ có nhiều xung đột và bực bội xảy ra. Ngay cả chỉ có 2 người ở cùng một chỗ, bạn cũng phải thật nhẫn nại, tế nhị, phải biết tha thứ và hiểu biết. Những việc nhỏ nhặt có thể thường xảy ra lúc này, lúc khác, làm bạn khó chịu và bạn sẽ nghĩ, ồ, cái con người này, tôi ước gì ông ta đừng có đến đây hành thiền.
ông ta nói là đến để ngồi thiền. Nhưng nhìn xem, ông ta chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Rất nhiều ý nghĩ sẽ diễn ra trong đầu bạn. Khi ăn cùng nhau, tôi biết có nhiều người có tật ăn rất xấu. Họ ăn cùng nhau và đến nói với tôi rằng cái ông đó thật là tham ăn. Món nào ngon ông ta gấp rất nhiều. Ông ta còn ăn hết nguyên cả một đĩa đồ ăn tráng miệng. Những việc đại loại như thế sẽ xảy ra. Việc đó cũng rất là người thôi mà. Rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, ngay cả chuyện đóng cửa mạnh tay nữa. Đôi khi có người quên, ngay cả tôi cũng có lúc quên và đóng sầm cửa, gây lên tiếng động rất lớn và tôi cảm thấy thật xấu hổ, thật là thất niệm. Mặc dù lúc đó chẳng có ai ở bên cạnh cả. Vì vậy, điều quan trọng là phải cảm thấy rằng chúng ta đang giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi ngày khi ngồi thiền, chúng ta rải tâm từ. Những ý nghĩ từ ái, hiểu biết và thông cảm, tha thứ cho nhau, làm cho nhau cảm thấy thật an tâm và thoải mái, để bạn không cảm thấy mình đang bị người khác đánh giá. Nếu bạn lỡ làm điều gì đó sai lầm, bạn cũng biết, ồ, cũng không ai buồn bực về chuyện đó đâu. Chúng ta biết, nhưng cũng có đôi lúc chúng ta quên. Vậy hãy làm quen với nhau từ bây giờ đi, và hãy cảm thấy chúng ta là thành viên trong một đại gia đình. Đó chính là tâm từ. Tâm từ không phải là thứ suy nghĩ. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc an vui. À quên, trừ cái thằng cha chết tiệt ấy. Ở Miến Điện có một bài dè như vậy đấy. Tôi không nhớ được cả bài như thế nào. Trừ bọn quái thai, mũi, rận và quạ, còn lại cầu mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc an vui. Thật là tức cười, nhưng thực tế đúng là như vậy đấy. Tôi hy vọng là các bạn đã hiểu được những chỉ dẫn căn bản để hành thiền. Bây giờ các bạn vẫn có cơ hội để nêu các câu hỏi. Nếu các bạn còn điều gì hồ nghi về kỹ thuật hành thiền cơ bản, về phương pháp hay chỉ dẫn thực hành, xin mời cứ hỏi cho rõ. Hỏi và đáp. Vâng, chúng ta sẽ có thời gian dành riêng để trình pháp. Bạn có thể hỏi các câu hỏi hay kể về các kinh nghiệm của mình và nhận lấy lời hướng dẫn. Bạn cũng có thể hỏi các câu hỏi một cách riêng tư. Tôi sẵn lòng giúp đỡ các bạn bằng bất cứ cách nào có thể. Sự chuẩn bị này là để giúp các bạn thu được lợi lạc nhiều nhất từ 9 ngày hành thiền tích cực này. Bởi vì trong 9 ngày quý báu, thì một ngày có được cũng là vô cùng quý. Đây không phải là việc bạn lúc nào cũng có thể làm được. Thực sự, đây là một công việc rất đặc biệt, rất hiếm làm. Tôi muốn các bạn thu được nhiều lợi lạc nhất, thực sự thích thú và thực sự cảm nhận được rằng ồ, thật đáng làm. Và sau này, bạn sẽ nhớ lại ồ, tôi rất vui là đã làm điều đó. Rất hiếm có cơ hội làm công việc này. Nó sẽ trở thành một kỷ niệm và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc về nó. Điều đó sẽ giúp bạn tiếp tục hành thiền. Bạn sẽ thực sự học thiền, rồi bạn sẽ kinh nghiệm được một số tuệ giác sâu sắc. Nó sẽ trợ giúp bạn trong suốt quãng đời còn lại, và tôi nghĩ thậm chí trong cả kiếp sau nữa. Bởi vì một tuệ giác thâm sâu sẽ có năng lực rất mạnh, nó có thể ảnh hưởng đến bạn trong rất nhiều kiếp sống. Bạn chỉ cần hiểu được rằng đây chỉ đơn thuần là những hiện tượng vật lý, không phải là một chúng sanh, một thực thể nào, và đây đơn thuần chỉ là những hiện tượng tâm lý, không phải chúng sanh hay một thực thể. Chỉ cần có được tuệ giác đó thật sâu sắc và rõ ràng, nó có thể ảnh hưởng đến bạn trong rất nhiều kiếp. Mỗi khi nghe pháp, bạn sẽ hiểu ngay lập tức. Đúng, điều đó rất đúng. Nó có một sức mạnh rất lớn. Trí tuệ có năng lực vô cùng to lớn. Trí tuệ, chánh niệm và sáng suốt là những điều mà hầu hết chúng ta không thực hành trong mọi lúc. Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều kiếp quá khứ. Tôi không biết chính xác, nhưng chỉ cần đoán định theo kiến thức pháp học thì có thể nói là trong những kiếp trước chúng ta chưa được hành thiền nhiều. Có thể chúng ta đã làm phước thiện khá nhiều, bố thí giúp đỡ người, giữ giới và tất cả những việc thiện khác. Có thể chúng ta đã từng làm, rất có thể, nhưng rất hiếm khi chúng ta thực sự hành thiền. Rất hiếm khi chúng ta thực sự được hành thiền
và thâm nhập sâu sắc để thấy được bản chất của mọi sự. Nếu bạn thực sự suy nghĩ về nó, những điều bạn sẽ làm ở đây có thể là những điều bạn chưa bao giờ làm trong quá khứ. Và trong tương lai, tôi cũng muốn tiếp tục làm như vậy. Nhưng khóa thiền tích cực dài hơn, 15 hay 20 ngày. Nếu chúng ta có thể tu xếp được, thì tôi cũng rất vui lòng quay trở lại đây để giúp đỡ các bạn. Nếu có thể, chúng ta sẽ làm điều đó. Nhưng cũng không chắc chắn là có thực hiện được hay không. Nhưng nếu thực sự toàn tâm toàn ý, thì rồi nó cũng sẽ đến thôi. Hỏi và đáp. Con người ta thường rất hãnh diện, tự hào về cái ghế của mình. Và trong hầu hết mọi trường hợp, cái ghế của họ sẽ cho thấy họ là ai. Lấy một ví dụ chẳng hạn, có người nói với tôi rằng, nếu bạn đi vào một cơ quan nào đó, thì độ lớn của phòng làm việc sẽ nói cho bạn biết người đó là ai. Nếu bạn thấy một chậu cây cảnh trong phòng, thì cái cây đắt giá và quý hiếm đó sẽ nói cho bạn biết chủ nhân của nó là ai, sếp trưởng. Càng nhiều cây và càng đắt tiền thì chức vụ càng cao hơn. Nếu không đủ chỗ thì cả căn phòng đầy những chậu cảnh. Chúng ta quá hãnh diện về những gì mình mặc trên người, về chiếc ghế mình ngồi, về chiếc giường mình ngủ. Chúng ta phân biệt cao thấp với nhau bằng chiếc ghế. Anh không được ngồi cái ghế đó, chỗ đó dành cho một nhân vật quan trọng. Khi nguyện giữ bát quan trai giới, giữ tám giới, chúng ta cố ý khiêm nhường, không tự khoe mình bằng y phục và ghế ngồi, không ngồi chỗ cao sang và sang trọng. Điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm mình nữa. Tôi rất vui là bạn đã đề cập đến chuyện đó. Bát quan trai giới không có nghĩa là tước đoạt của bạn những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Chúng giúp bạn hành thiền, làm cho cuộc sống của bạn giản dị hơn. Nếu không quen giữ tám giới, có thể bạn sẽ nghĩ, ôi thật là khó. Nhưng nếu bạn sẵn lòng, thì dù không quen, bạn sẽ thấy là đến ngày thứ hai, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Chỉ có ngày thứ nhất là bạn cảm thấy hình như thiếu thiếu một cái gì đó. Bạn có thể uống thật nhiều nước sinh tố để thay cho bữa tối. Ăn sáng no, ăn trưa no, và buổi tối thì uống sinh tố. Uống nước hoa quả cũng rất tốt cho việc hành thiền. Uống nước không làm cho bạn nặng nề và mệt mỏi. Nó cung cấp cho bạn nhiều năng lượng và bạn cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Hãy làm cho cuộc sống của bạn thật đơn giản và tiết kiệm thời gian nữa. Rất quan trọng. Thử nghĩ mà xem, chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian để ăn uống. Khi tôi ăn, thường phải mất khoảng 15 phút. Tôi tự dành ra khoảng 20 phút cho việc đó. Nhưng thường thì chỉ 15 phút là xong bữa. Khi nghĩ đến khoảng thời gian phải dành cho việc nấu nướng, tôi nghĩ, tại sao cứ phải dành quá nhiều thời giờ để nấu nướng thế nhỉ? Chỉ cần luộc chín, nêm ít muối, thêm chút dầu ăn, rồi ăn là xong. Chỉ cần 10 phút để nấu và 10 phút để ăn. Đúng là cần phải có đủ năng lượng để giữ cho cơ thể mạnh khỏe. Nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng và suy nghĩ về đồ ăn thức uống. Trước đây tôi cũng như vậy. Khi còn trẻ, mỗi lần bạn bè gặp nhau, chúng tôi nói chuyện này, chuyện kia. Và cuối cùng cũng không biết tại sao câu chuyện lại quay về đề tài ăn uống. Lần nào cũng vậy, đại loại như sáng nay đã ăn món gì, món gì. Sau một lúc chúng tôi mới chợt nhận ra, này, sao đang nói một chuyện khác rồi cuối cùng lại kết thúc ở đề tài ăn uống thế này. Vì vậy, ăn uống là một phần tương đối lớn trong cuộc sống của chúng ta, trong những nhu cầu của cơ thể chúng ta. Chúng ta không tự tước đoạt quyền lợi của mình, cũng không làm hỏng sức khỏe bằng việc nhìn ăn. Chúng ta chỉ ăn cho vừa đủ. Thực ra thì các sản phẩm chế biến từ sữa cũng là một loại thực phẩm. Chỉ có hoa quả và nước sinh tố là được phép dùng sau 12 giờ trưa. Trà mạng hoặc trà xanh tôi nghĩ cũng được. Mật ong, nước mía, nước dừa, nước cam, nước chuối ép cũng được phép dùng. Hỏi và đáp. Cái chính là làm cho cuộc sống của bạn thật đơn giản. Chúng ta không phải mất thời gian nấu nướng. Mục đích chính là làm cho cuộc sống của chúng ta thật đơn giản,
và từ bỏ thói tham ăn tham uống của mình. Bạn có biết đức vua Milinda không? Thỉnh thoảng đức vua cũng giữ bát quan trai giới. Đức vua chính là người đã hỏi ngài Nagasena rất nhiều câu hỏi trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Tên của nhà vua là Milinda hoặc Menander, trong tiếng Bali là Milinda. Nhà vua này, bạn có biết ông cẩn thận và khôn ngoan đến mức nào không? Trước khi đến vấn đạo với ngài Nagasena, bao giờ đức vua cũng thọ trì 8 giới trong vòng 1 tuần và sống trong một căn phòng rất đơn giản, chứ không sống trong cung điện xa hoa gấm dốc. Đức vua chỉ mặc loại quần áo rất giản dị và thậm chí còn đội một cái mũ như thế này chỉ để che đầu chứ không phải để trưng diện. Nhà vua giữ bát quan trai giới, ngồi thiền một lúc rồi mới đến vấn đạo. Khi bạn đã chuẩn bị cho mình như thế, tâm lý và thái độ của bạn đã thay đổi hẳn. Bạn không còn cảm thấy mình là một ông vua nữa. Bạn có cảm giác mình là một người đi tìm đạo và đã chuẩn bị thân tâm mình cho việc đó. Đây là một điều rất quan trọng chúng ta phải lưu ý. Nếu ông ta còn cảm thấy mình là một ông vua, thì khi vấn đạo với cái cảm giác đó, ông sẽ hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Vì vậy, ông đã tự tách mình ra khỏi địa vị của một ông vua, nhưng không từ bỏ quyền lực. Ông chỉ không tham dự việc triều chính và dành 1 tuần để hành thiền, thọ trì bát quan trai giới, rồi mới đến vấn đạo. Khi đó, ông mới nghĩ ra được những câu hỏi có ý nghĩa và quan trọng. Đó là những điều mà chúng ta nên ghi nhớ, học hỏi và thực hành. Nếu tôi không hành thiền thì sẽ rất khó để nói về thiền. Nếu bạn không hành thiền thì sẽ rất khó để hỏi các câu hỏi về thiền. Nếu bạn làm được tất cả những sự chuẩn bị này thì khi đó bạn sẽ biết cần hỏi những gì. Và nếu phải nói thì tôi cũng sẽ biết cần phải nói cái gì. Các bạn cũng không nên mang theo đồ vật gì quý giá đến đây cả. Nó chỉ làm cho bạn bận tâm thêm mà thôi. Hỏi. Khi chúng ta theo dõi các cảm giác, chúng ta vẫn hay biết hơi thở được chứ? Đáp. Nếu có thể an trụ tâm trên hơi thở, thì bạn cứ an trụ ở đó càng lâu càng tốt. Khi có một cảm giác nào đó trên cơ thể trở nên rõ và mạnh lôi kéo sự chú ý của bạn, thì một cách tự nhiên, tâm bạn sẽ liên tục hướng đến đó. Trong trường hợp này, hãy chú ý thật lâu đến cảm giác đó, an trụ tâm trên cảm giác đó thật lâu càng tốt. Chú tâm trên cảm giác nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn chú tâm trên cảm giác đó trong một thời gian dài và thấy rõ được bản chất của nó. Hãy nhìn nó chỉ như một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Nó không có hình dáng, không tên gọi và cũng không thuộc về một ai cả. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, gian phòng Chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube com/diệupháp-am.